Xin chào mọi người. Đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Có ai điều khiển cuộc sống của bạn không? Khoảng 20 năm trước, tôi nhận ra mình đã quá mệt mỏi khi phải cố làm cho người khác thích mình. Tôi luôn cố gắng xuất hiện một cách hấp dẫn nhất để được lựa chọn trong công việc, viết lách, thỏa thuận, quan hệ đối tác hay tình yêu. Tùy thuộc vào từng tình huống, tôi sẽ khoác lên mình một bộ đồ hoàn toàn mới, một chiếc mặt nạ mới hay một loạt những câu dối trá mới. Thậm chí trong cả những vấn đề như chính trị hay niềm tin tôn giáo. Dan Quayle có lẽ là phó tổng thống vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Tôi nói với một cô gái khi cô ta châm một điếu thuốc cho tôi. Dù khi đó tôi không hút thuốc và có lẽ đang nghĩ trong đầu rằng Dan Quayle là lựa chọn tồi tệ nhất từ trước đến nay cho vị trí phó tổng thống. Và sau đó ở cuối buổi hẹn, khi tôi cúi xuống chuẩn bị hôn thì em không có cảm giác gì với anh cả. Tôi đã bị từ chối. Tôi còn phải chịu thêm 2 lần từ chối nữa. Và chúng khiến tôi chán ghét đến độ phải tự nhủ rằng thôi, chấm dứt ở đây. Mình sẽ tự lựa chọn bản thân. Lần đầu tiên, tôi đang giao bán ý tưởng về một chương trình truyền hình có tên gọi là 3 AM, 3 giờ sáng. Chương trình nhằm khám phá mặt trái của cuộc sống. Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, những người bình thường ra ngoài làm việc, khoác trên mình bộ quần áo công sở, mua cà phê Grande Soy Cappuccino, định bợ cấp trên, ăn 3 bữa một ngày, buôn chuyện, xem TV, uống một ly rượu sau một ngày mệt mỏi, và cuối cùng tự dỗ mình vào giấc ngủ để được nghỉ ngơi sau khi ngấu nghiến mọi nỗi lo âu. Người bình thường tỉnh ngủ vào lúc 3 giờ sáng thường bởi những mối lo đã đến trước khi bình minh. James, anh phải lo việc này đi chứ. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta run rẩy. Chúng ta chẳng thể làm được gì vào lúc 3 giờ sáng để giải quyết những tiếc nuối, lo lắng hay sợ hãi vì cô đơn, buồn phiền hay nghèo đói. Chứng hoang tưởng bò vào qua những vết nứt trên cửa sổ, qua những vết nứt trong não bộ chúng ta. Đây là một bài tập cho những ai thường xuyên tỉnh giấc trong trạng thái lo lắng không yên vào lúc 3 giờ sáng. Thay vì đếm cừu để quay lại giấc ngủ, hãy đếm tất cả những thứ khiến bạn biết ơn, kể cả những phần tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Nghĩ xem, tại sao bạn lại phải biết ơn chúng? Cố gắng kể ra được 100 điều. Thế còn, những người chỉ sống vào lúc 3 giờ sáng thì sao? Những người phải ra ngoài sống cuộc sống của họ vào lúc đó. Một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với bình thường. Tôi bắt đầu ra ngoài lúc 3 giờ sáng vào mỗi thứ 3 và thứ 4. Không phải thứ 7, khi mọi người đều ra ngoài hội hè chè chén, mà là những đêm, nếu bạn ở ngoài đường lúc 3 giờ sáng, thì chắc chắn phải có lý do. Và thường không phải là một lý do bình thường. Những gì tôi bắt gặp không chỉ là gái điếm, khách làng chơi, những kẻ buôn bán ma túy và người vô gia cư. Dù tất nhiên tôi gặp rất nhiều người như vậy, và để bức tranh hoàn chỉnh, thì còn phải kể đến cả những người chuyển giới chưa hoàn toàn và phụ nữ bạo dâm nữa. Nhưng tôi còn thấy cả một lớp người không sống theo cách truyền thống mà tự tạo ra cho mình con đường riêng. Một con đường chỉ tồn tại khi không ai để ý, khi đèn đóm tắt hết và khi 95% thế giới đang ngủ say. Dường như cả một tôn giáo mang tên 3 giờ sáng đang tồn tại. Một thứ tôn giáo tự do, độc lập và thích thú tận hưởng một cuộc sống đảo ngược nhưng vẫn sống hết tiềm năng. Trong suốt 3 năm, tuần nào tôi cũng viết bài phỏng vấn cho website của FBO. Một trong những năm đó, tôi còn tập trung tài liệu và chạy một chương trình thử nghiệm cho FBO. FBO rất phấn khích và đã bỏ tiền để chạy thử nghiệm. Nhưng rồi, họ từ chối chương trình đó. Ở FBO, có một thành viên ban quản trị có thể phê duyệt hoặc hủy hoại dự án của tôi bằng một từ có hoặc không đơn giản. Tôi luôn sợ cô ta và những gì cô ta nghĩ trong đầu. Tâm trạng cô ta sẽ ra sao mỗi lần chúng tôi cập nhật một chi tiết mới? Cuối cùng, cô ta cũng đưa ra quyết định. Với dữ liệu kiểu thế này,
anh cần phải quay cảnh hàng xóm làm tình hoặc là ai đó giết mẹ trong tình trạng khỏa thân mới phù hợp. Dữ liệu của chúng tôi đúng là gần gần như thế, nhưng không ít ỏi về giá trị và rẻ tiền đến vậy. Chúng tôi bị từ chối chỉ vì một cá nhân trong một ngày tồi tệ. Lúc đó và có lẽ đến tận giờ, cô ta vẫn là giám đốc kênh phim tài liệu của HBO, đồng thời là giám đốc thương hiệu HBO gia đình. Mấy chương trình mà con bạn hay xem ấy. Lần thứ hai, tôi đang cố bán công ty thứ nhất. Chúng tôi có một khách hàng tiềm năng. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc tìm những khách hàng khác. Họ định trả giá 300.000 đô la. Tôi có khoảng 500 đô la trong tài khoản. Tôi chưa bao giờ bán một công ty nào trước đó. Thực tình mà nói, tôi chẳng biết gì về kinh doanh. Vậy mà chúng tôi vẫn có thể xây dựng một doanh nghiệp nhỏ vững chắc và phát triển tốt đẹp. Mỗi ngày tôi đều mơ về nó. Tôi tưởng tượng với một chút tiền trong tài khoản, tôi có thể nghỉ làm cả một năm và viết một cuốn tiểu thuyết, hoặc hai, hoặc làm một chương trình truyền hình, hoặc từ bỏ, gì cũng được. Họ có vẻ cũng hứng khởi trước thỏa thuận này chẳng kém gì tôi. Vì vậy tôi chắc mẩm tiền sẽ về tài khoản mà không tìm kiếm các cơ hội khác. Một sai lầm lớn khi bạn ngừng tìm kiếm những giới hạn mới, rõ ràng kết cục của bạn sẽ là bị sa trong đống bùn lầy. Càng quẫy đạp để thoát ra lại càng bị lún xuống sâu hơn. Tôi không biết phép so sánh đó có chuẩn hay không, nhưng bạn hiểu tôi muốn nói gì. Thành công đến từ việc bạn liên tục mở mang các giới hạn về mọi phía, các mặt sáng tạo, tài chính, tinh thần và thể chất. Luôn tự hỏi bản thân rằng tôi có thể cải thiện điều gì, tôi có thể nói chuyện với ai, tôi có thể tìm kiếm ở đâu khác nữa. Ngạc nhiên làm sao? Sau vài tháng nghiên cứu, thẩm tra và đàm phán, công ty định mua chúng tôi đã từ chối. Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Cả hai tình huống trên gần như xảy ra cùng một lúc và vì cùng một lý do như nhau. Trong mỗi tình huống, toàn bộ niềm hạnh phúc của tôi dường như đều phụ thuộc vào quyết định của một người. Tôi cho họ sức mạnh để định đoạt sự thành bại của cuộc đời tôi. Tất nhiên cả hai lần bị từ chối đều đem lại kết quả tích cực cho tôi. Và chúng sẽ luôn như vậy, vì những lý do không chỉ liên quan đến tính kiên trì mà còn liên quan đến vật lý lượng tử, đến sức khỏe, tinh thần, đến việc làm một con người thực sự và nhiều thứ khác mà tôi sẽ bàn luận trong phần sau của cuốn sách này. Nhưng điều quan trọng nhất, những lần bị từ chối đó đem lại cho tôi ý thức rằng tôi không nên dựa vào ý tưởng bất chợt của ai đó để lựa chọn thành công hay thất bại cho những cố gắng của bản thân. Và ý thức đó có giúp thay đổi điều gì không? Tất nhiên là không rồi. Như vậy chẳng khác gì bảo ai đó hãy lập tức quay lại hình dạng ban đầu sau khi họ đã tốn hàng trăm nghìn đô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cơ thể họ không còn biết phải làm thế nào nữa. Tôi cứ tiếp tục nịnh nọt, tiếp tục thất bại và tiếp tục không thành thực với nhu cầu bên trong của mình. Phải mất một thời gian dài tôi mới bắt đầu được thói quen đưa mình vào thời đại lựa chọn chính mình. Cuốn sách này nói về các thói quen đó. Hy vọng có thể giúp các bạn rút kinh nghiệm từ tôi và giảm bớt vài năm chờ đợi để lựa chọn bản thân. Khả năng lựa chọn bản thân, một khả năng giờ đây bị áp đặt lên chúng ta vì những lý do lịch sử sẽ được thảo luận ở chương sau, là kết quả của một kết cấu toàn diện về sức khỏe mà bạn phải rèn luyện mới giàu kinh nghiệm và phải sống mới được thỏa mãn. Nếu bạn không thích những gì tôi khuyên thì đừng làm. Nhưng nó có tác dụng đối với tôi bất cứ khi nào tôi gục ngã. Đó vẫn luôn là cách duy nhất giúp tôi đứng dậy. Dù cố gắng đến mấy, một đợt sóng xô vào bờ cũng sẽ không bao giờ mạnh mẽ như đại dương đã tạo ra nó. Mục tiêu là phải trở thành đại dương, thứ năng lượng trung tâm trong sự tồn tại của con người. Có thể dịch chuyển núi non, tạo ra toàn bộ cuộc sống, làm rung chuyển các lục địa và nhận được sự kính trọng từ tất cả mọi người. Cuốn sách này nói về việc trở thành đại dương, về việc tự mình lựa chọn để trở thành đại dương. Vì thế, mọi việc bạn làm đều tỏa ra như những đợt sóng lăn tăn. Mọi việc bạn làm đều lay chuyển thế giới và nâng cao giá trị cuộc sống của bạn cũng như của tất cả những người xung quanh bạn. Giờ hãy cùng bước vào thời đại lựa chọn chính mình. Đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại Mydio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn nhé. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho Mydio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.